Và hơn nữa là gì ạ? Cô ấy mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm, hơn nữa là đều chỉ là rau xanh và ngũ cốc thôi, nhưng mà sức khỏe thì vẫn rất là mạnh khỏe, đúng không? Tiếp theo nào, sẽ có từ tăng quản. Tăng quản đây cũng là một trong cái gọi là một trong những cái thời điểm trong ngày đấy ạ. Trước mình học có đó là gì? Chào sang này, đúng không? Sang ngủ này, trung ngủ này, xa ngủ này. Thì trước cái xa ngủ với cả quản sang ấy, nó sẽ có một cái thời điểm này, nó gọi là tăng quản đấy, sẩm tối, hay là đôi lúc mà dịch hay hơn nữa, mình dịch đây là lúc hoàng hôn, lúc sẩm tối, lúc hoàng hôn, đấy có thể gọi là tăng quản được. Không, trong cái tiếng Việt của chúng ta còn nhiều cái danh từ để mà diễn tả về cái thời gần gần tối lắm. Tờ mờ Ví tối dụ cũng được không, hoàng hôn này, tờ mờ tối, tim tỉnh tối, tâm tận tối, à, sẩm tối đúng không? Đây nhưng mà đây mấy cái từ này nó sẽ hay dùng nhất rồi, sẩm tối là hay dùng nhất. à. Ý khen là ý khen của truy sử quan tợ sử chen chiêu sư tan quả à, tan quả chưa sư ý che dẫn chưa sư ý che dẫn truy khai đơ tợ sử hầu và choán che là đúng trai ý chỉ khai khoai lơ lơ tợ trừ phan nghéo nghéo khen khan khan khen sư chi phân hẳn quân bản à. Nghĩa là gì chi ạ? gì ạ? Chi phân đấy ạ, chi phân bầu không khí. Tại vì thầy nhìn thấy có cái chữ chữ phân ở dưới, thầy đọc nhiều được chữ phân thôi. Đúng rồi ạ, chính là chi phân ạ. À thế ạ, có chi phân không khí đây. Tức À. là mỗi ngày ấy, tôi rất là cái thời gian mà tôi thích nhất của một ngày ấy, là khi mà sẩm tối. Cái lúc này thì chư sư ý che Đang đi. Và cái lúc mà tất cả cái lúc này tất cả mọi người trong nhà đều là rất là vui vui sướng, mọi người ở trong nhà đều cùng nhau vui mừng ăn cơm, nói chuyện, xem tivi, không khí rất là ấm áp. Đã. Tiếp theo nào, chúng ta có một từ đó là từ su sư nhé, thì chúng ta đi phân biệt giữa từ su sư và su phụ ạ. Vì cái từ su sư nó cũng có nghĩa là gì ạ? Thoải mái, dễ chịu, đúng không? Thế thì mình xem là hai cái từ này nó có cái gì giống và khác nhau một xíu xíu gì không. Su sư thì với cả su phụ người ta nói là gì đây? Cung thúng tiễn ở đây là gì ạ? Điểm giống nhau, đều là hình dung từ biểu thị cho cái sự mà thoải mái, vui vẻ, thoải mái dễ chịu. Vâng, khoai lưa đấy, quý khoai vui vẻ. Ví dụ như là gì đi ạ? Đố than đen bằng quấy rú, than đen quấy rú chu tờ khưa đấn bằng khưa đấn chuẩn bây là su sư vua chữa su phụ tờ thán chen. Vâng. Trong cái trường hợp dùng dùng được là su sư và su phụ su sư cái quán cái nhà hàng này đồ là bạn ở đây trong trường hợp này từ fan ten ở đây chúng ta phải hiểu là khách sạn đấy, bởi vì là này mình không không thể hiểu là nhà hàng được, chúng ta phải đọc cái vế đằng sau, người ta nói là chuẩn bay là pháng chen cơ mà, chuẩn bị phòng ấy, thì chắc chắn đây nó phải là một dạng khách sạn rồi, chứ nó không thể nào một quán ăn được đó. Hoặc là nhà hàng đi, nhà hàng đi, đúng không? Dịch là nhà hàng cũng được, theo kiểu là chắc là chuẩn bị phòng này là phòng ăn, thế mình hiểu là phòng ăn đi, không ở thế thì dịch đúng nghĩa đi nhà hàng. Sạn đi, cái phòng ở trong cái khách sạn này phải không ạ? Chuẩn bị cho khách vào ở rất là thoải mái và thế còn với cái điểm khác biệt ấy, thì su sư nó hay dùng trong cái gì hơn ạ? Su men nhủy đấy, tức là hay dùng trong văn viết nhiều thôi, đúng không? Hay dùng để kiểu dạng là trong văn viết, trong văn miêu tả nhiều đấy. Thế còn su phụ thì hay dùng trong văn nói nhiều, khẩu ngữ đấy, khẩu ngữ đấy. Ví dụ đây câu 1 từ đầu là gì? Chưa khoảng trưa. Tôi đọc là khoảng nhé. Chưa khoảng trưa. Bây giờ cô đợi một chút đi. Chưa khoảng trưa. Chưa khoảng trưa. Lấy bù khung chen
quê ta hả cô? Khoan ta là kiểu như là rộng với mới to đấy, khoan nghĩa là rộng. Vâng. Gì nữa ạ? Trống chua su sư tức là sao? Trần chua su sư. Khoan ở đây mình đã học một cái bài là vừa to đó phải. Yêu mà yêu khoan yêu ta mà vừa vừa to vừa vừa vừa, vừa rộng đấy, cái lá vừa to vừa rộng cái chỗ này, lá vừa to vừa rộng cái bài mà bảo vệ thiên nhiên ấy, phải không ạ? À, đúng rồi. Khoan mà khoan mà khoan chưa cũ à? Trứng chua su sư. Đấy, là chưa quản chưa nhé, chưa quản chưa chưa quản chưa nay pu không chen khoan ta vâng chưa chưa quản chưa nay pu không chen quản ta sân chua su su sư trứng chua trứng chua trứng chua cái trong cái trong cái xe này, trong cái xe này chưa khoảng chưa mình hiểu là cái loại xe này thì làm sao cái nội bộ cái gọi là cái bên trong nhá, cái nội thất mình dịch là nội thất cái nội thất bên trong rất là rộng, cái chỗ ngồi thì rất là thoải mái. Đó. Thế còn hạ khao su su thì hay hạ dùng khao văn nói. Vâng, hạ khao khao là dựa phẩm của hạ khao chai sa ba sa su su phu phụ tờ khan ten sư anh ấy dựa vào cái ghế với anh ấy dựa vào cái ghế sofa ấy và thoải mái xem phim. Rồi, hoặc thế còn câu số 2 thì sao ạ? Su sư người ta nói là gì đây? Chưa chung khoán trinh cẩy lấn tợ chấm thỉ cảnh chuế tức là sao? Nó sẽ thường nghiêng về, cái từ chưa chung ở đây có nghĩa là nghiêng về cái cảm nhận gọi là tổng thể mà cái gì đấy ạ, môi trường hoặc là hoàn cảnh đem đến cho con người nhé. Ở đây tức là gì, nghiêng về những cái cảm nhận tổng thể này mà môi trường hay là hoàn cảnh đem đến cho con người. Thế còn cái từ su phụ thì lại nghiêng về cái gì ạ, nghiêng về cái cảm nhận về gì đấy ạ, về sức khỏe này, về tinh thần nhé. Đấy, người ta nói là gọi là nghiêng về những cái cảm nhận chủ quan hoặc là cụ thể về mặt tinh thần và sức khỏe. Còn cái kia là gì, tổng thể về môi trường hoàn cảnh, còn cái này là nói thường nghiêng về sức khỏe và tinh thần nhiều hơn. Đấy, ví dụ như câu ví dụ đây này, quân tấu xi yao quả mận tây quả mận đâu suy giao ý thưa trinh sung 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 sư ở sân của hoán trinh, chúng tôi đều rất cần một cái hoàn cảnh sống thật là thoải mái dễ chịu đấy, tức là ở đây nó là cái chỉnh thể mà chỉnh thể hoàn cảnh phải không ạ, tức là đây một cái hoàn cảnh một cái hoàn cảnh là một cái môi trường sống mà chúng ta đều cần một cái môi trường sống gọi là dễ dễ chịu và thoải mái, thế thôi, mình dịch đơn giản như thế thôi. Thế còn câu số 2 thì nó sẽ nghiêng về cái gì ạ, nghiêng về những cái cảm nhận về mặt sức khỏe và tinh thần nhiều hơn, ví dụ câu này đây ạ. Thinh lơ là thinh lặng tha tạo hoa của xin mỹ thần vũ sư phụ nghe anh nói xong, nghe anh nói rồi thì cái tâm lý của tôi rất là thoải mái, trong lòng tôi rất là thoải mái. Không thoải mái chưa ạ? Sau khi nghe cái lời của anh ấy xong thì trong lòng của tôi cảm thấy không thoải mái. Phụ sư phụ mà mình. Rồi, ok. Thế còn cái từ su sư người ta nói là gì? Y ban chí xảo trúng tía sử dụng tức là sao ạ? Nó rất ít khi với ý nghĩa là trùng lặp, tức là người ta cái từ su sư người ta không dùng với ý nghĩa là lặp lại đâu, tức là nó không dùng với cách sử dụng là lặp lại tính từ bao giờ cả. Nhưng mà su phụ thì người ta lại hay dùng với ý nghĩa lặp lại đây này. Người ta nói là khởi trúng tiếu ấy AABB tức là sao ạ? Có thể lặp lại ở dạng đó là ABB là su su phú phụ đấy, đúng không? Su su phú phú đấy. Ừ, đấy nhá. Ví dụ câu này đây ạ. Câu này là gì đây? Khi hoán chiếu lợi, khi hoán chiếu lợi, khi hoán chiếu lợi, sử cỡ rửa vật, sử cỡ rửa sủy chảo, rửa sủy chảo và rửa sủy chảo, su phụ ba, a a b b hoặc là a b a b cũng được. Ví dụ như là su su phụ phụ ba thảo cô. À, su su phú phú hoặc là su phụ cũng được.
sau khi đá bóng xong ấy, thì tắm một cái nước nóng thì cảm thấy làm sao, ý là rất là thoải mái thôi. À vâng, còn chưa dịch không thì còn chưa dịch. À. Tiếp theo nào, sẽ có từ phan quang nhé. Phan quang là gì đấy ạ? Động từ trông mong hoặc là mong đợi cái gì đấy. Phan quang. Phan quang. Phan quang, trông mong, mong đợi. Nó sẽ gần nghĩa với lại cái từ gì thôi. Chi quang, cái kỳ vọng cũng được. À, đấy. Quang, chi quang. À, chi quang. Chưa giang tạ xuống sân của mình tham quan chí chiều là ý chiều là ý chiều lơ ý và ý chiều lơ ý chiều lơ à, tam chi nhân trải tiểu chi huy sứ chân à, này thì tôi đã trông mong rất là lâu rồi, trông đợi rất là lâu rồi, nhưng bây giờ thì mới có cơ hội thực hiện sứ chân sứ sen chứ. Vâng ạ, đây là một sứ sen nhé, sứ sen. Sứ sen. Sứ sen. Cái cuộc sống như thế này thì chúng tôi đã gì đấy ạ, trông mong. Rất là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay mới có cơ hội, và hôm nay mới có cơ hội được gì ạ? Thực hiện, đúng không ạ? Hôm nay mới có cơ hội thực hiện, hôm nay thì dịch được mà. Mà tiếp nào chúng tôi có từ lưu ti, lục địa hoặc là đất liền. Âm Hán Việt thì là lục địa nhưng mình hay dịch là đất liền. Ý chịu là đã lâu rồi mà cô ý chịu là vâng chịu là đủ tin đất liền lục địa ví dụ câu này là gì nhỉ? Chén đủ ti sang tờ diều hẳn bảy cơ đến đâu trai chưa chỉ tờ phán chen sấy giờ bố cân sấy trèo trước kia ở trên cái buổi tối ở trên cái đất liền thì mỗi người đều ở cái phòng riêng của mình, ai cũng không cùng với ai để mà nói chuyện giao lưu. Đúng rồi, chưa. Tiếp theo nào, chúng ta có từ cơ dư ạ. Cơ dư. Từ này thì sử dụng như một gì tai xứ đấy, đại từ. À. Chữ gì đây? Cơ rấn dư chỉ của chữ gì ạ? À? Cơ cơ phang men chung dư chỉ là ý phang, tức là sao? Để chỉ là mỗi cá nhân, đúng không? Cái này hiểu là để chỉ mỗi cá nhân. Cái này thì thường mình sẽ phải đi vào ngữ cảnh mà mình mới dịch nghĩa cụ thể nó là cái gì được. Cái đoạn này người ta giải thích này có hiểu không ạ? Tức là gì ạ? Là đại từ này thường để chỉ gì đây ạ? Mỗi cá nhân, cơ lớn chưa chỉ, hoặc là gì đây ạ? Mỗi một cái phương gọi là phương diện riêng nào đấy trong một trong các phương diện nhé. Mỗi một phương diện riêng nào đấy trong các phương diện này. Cái từ mà cơ cơ phong men chung chưa chỉ là ý phang ấy. Mình dịch là mỗi một cái phương diện nào đấy riêng trong các phương diện. Và làm sao tráng khứa xúa chử đã tuy sang y chỉ chưa chú nhủy hoặc là tinh nhủy. Tức là sao? Thường là gì? Nó sẽ kết hợp với lại cả cái đối tượng mà chúng ta nêu ra để làm chủ ngữ hoặc là định ngữ. Đấy, đấy là cái lý thuyết của nó. Mình sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể đi để mình dịch cho nó phù hợp nhé. Câu số 1 là sao ạ? Trung trạng vậy. Trung trạng siêu si. Trung trạng siêu si. Sứ chen. Trung trạng và trung trạng siêu si sứ chen tao là bị sai xoang thân tuy. Chữ tuy là xếp hạng. Tuy nguyện và tuy diễn, cửa chữ và cửa chữ và cửa chữ với trạng ngoài siêu si. Cái thời gian, đến cái thời gian nghỉ trong cái trận đấu này thì các cái vận động viên của hai bên của trận đấu thì sẽ quay trở lại. Khi đấu ngoài cái thời gian nghỉ ngơi vào cũng không phải ạ, khuấy chẳng quay ở đây có nghĩa là ra ngoài khỏi cái khu vực thi đấu để nghỉ ngơi, cái từ chẳng quay nhá, tức là vào
Đúng rồi. Cái thời gian nghỉ ngơi giữa giữa giờ, cái từ trung chẳng chưa chưa chen là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ hay là giữa hiệp đấu đã đến rồi thì làm sao? Đúng rồi, vận động viên ở hai bên đội, ở mỗi đội, mình có thể dịch là vận động viên ở mỗi đội thì sẽ về cái hoặc là ra khỏi khu vực thi đấu để nghỉ ngơi. Đấy, mình có thể hiểu như thế. Rồi, câu 2 thì là gì ạ? Liễu Trinh Lỵ. Liễu Trinh Lỵ, dân chân khan là san che quản cao cung sư cơ chư khí treo tợ chi hoa giám đốc Lý thì nhận thấy là ba cái quảng cáo của cái của các cái của cái công ty ấy, thì giao cho cơ chữ và là đề cái kế hoạch này giao cho các để nhân cũng nhắc lại này cái này nhé. Giám đốc Lý thì nhận thấy rằng là nhận thấy là, chúng ta phải xem rõ từ nhé, dân chân phải nhận thấy cho rằng phải không ạ? Dân chân ở đây là gì ạ? Là nghiêm túc. Cái từ dân chân có hai nghĩa, chăm chỉ, nghiêm túc cơ mà, chứ có phải là vâng, nghiêm túc xem rồi vâng. À đấy, tức là giám đốc Lưu nghiêm túc xem rồi ba cái quảng cáo này, ba cái quảng cáo của công ty của các vị thì này nghĩa là gì? Nếu mà dịch thế không thể thoát nghĩa được. Thì treo tờ chi hoa. À thế phải dựng chi hoa trước này. Phải xem cái gì? Đúng rồi, phải xem kế hoạch chưa, đúng không? Để xem cái kế hoạch, xem này, xem giám đốc Lưu đã xem cái kế hoạch, xem giám đốc Lưu đã xem rất rất nghiêm túc cái kế hoạch của ba cái quảng cáo của công ty rất kỹ rồi. Và khí treo còn khí treo ở đấy giao nộp ạ, giao nộp hoặc là đưa lên, cái từ khí treo này nghĩa thế thì giám đốc Lưu đấy đã rất là nghiêm túc xem cái kế hoạch, xem cái bản kế hoạch mà các mà ba cái công ty quảng cáo đưa lên rồi. Chưa, tiếp là số 3. Câu này chính là trong sách cũng đấy, chúng ta cũng từng đọc qua rồi đấy. Đi sang. Đi chén đi. Đi chén đi. Đi chén lu đi sang tại dê quản ạ. Đi chén lu đi bằng. Đi chén lu đi. Sang tại dê quản. Tha mân trai. Cửa chư tợ phán chen. Thì xe đến mấy hiểu. Cân đua tợ treo hiếu. Khi trước ở trên buổi tối ở trên đất liền thì chúng tôi thì mỗi người cư trú ở đây thì giờ phải dịch là mỗi người phòng các tự mình ấy mỗi người thì ở phòng riêng của mỗi người cả gia đình thì không có giao lưu nhiều với nhau. Đúng rồi, được chưa? Tiếp theo nào, chúng ta có từ u. U phụ sử và u phụ sử giải sư chinh chữ và chinh chữ mua chuyên chủ chuyên chuyên chủ khuyên nhủ đấy ạ, chuyên chủ và chuyên chủ chu men quỷ xem tang quỷ cú giao như chú tương đương như quỷ xem tang quỷ u là phó từ biểu thị là nghiêm cấm hoặc là khuyên nhủ, biểu thị ngăn cấm hoặc là khuyên nhủ, thường dùng trong gì ạ? Khuyên nhủ là văn viết và trong văn viết tương đương với cú giao ví dụ khuyên nhủ đây, cái này là chữ khuyên nhủ, khuyên chủ là khuyên nhủ à cô? Khuyên chủ ạ, khuyên nhủ. Khuyên nhủ rồi. Thầy cung chua chấn quén chấn quén chỉnh u du lây
nhân viên mà không làm việc hả cô? Và chỗ này thì mình nên dừng như nào? Cái câu này mình hiểu cho mình thấy tiếng Việt người ta hay có cái câu nó như kiểu là những người không phận sự ấy, thì làm sao chỉnh u ru đây là thì hay là đừng vào bên Không có mà người không có phận sự thì nghiêm cấm cũng được vào. mà đấy miễn vào đúng không? Đấy, hay có cái câu là không phận sự miễn vào đấy, tiếng Việt mình hay có cái thấy để cái biển đấy. Đấy. Thì chính là cái câu này hay không đến chỉnh u ru đây. Thứ hai nào? Không có phận sự, không có việc, người mà không có việc quảng san câu phao chữa su Suy suy chú ý quảng suy chú y quảng san tờ an chuyển sinh chữa chia chia suy chia 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 u sang tang sâu biên và mua các cái phiếu mua ở trên mạng nên là chú ý là thấy an toàn cái tên tuổi và tên họ an toàn cái tên tuổi của mình đấy, chớ có để bị họ lừa gạt. vế đằng trước dịch như thế thì chưa hoàn toàn chính xác ạ. Quảng sang câu theo chửa ở đây chửa có nghĩa là người, chửa là rấn chứ ạ. Nhá, tức là những người mà mua vé ở trên mạng ấy, những người mua vé ở trên mạng thì cần phải chú ý đến cái tính an toàn của trang web đó chứ tránh cái việc là để chúng ta bị gọi là mắc lừa thế thôi ạ. À. Có thể thầy sinh ở đây thì mình lại dịch là tên tên tuổi đấy thì cũng là cái Ở đây là để tính thuận lợi an toàn thôi ạ. À. Còn sinh và tính an nó nghĩa là họ tên nó có là bộ nữ cơ mà nó có phải là sinh ngày đâu đúng toàn không? rồi đúng rồi Nào. Nào. Số 3 nào. Trung Quốc điệu truy nạp hoa cửa sang san u xa hải u và u xa hải. Trung Quốc thì có cái câu nói xưa rằng có thể lên núi chớ có xuống 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 biển. À đúng. Khi nào vua thì là phải là câu nói xưa phải không cô? Đúng rồi, hoặc là có một cái câu nói cổ hay là câu nói các cụ truyền lại cũng được, mình dịch thế nào cũng được cho nó phù hợp với văn phong. Đúng rồi. Nhá. Các cụ Ở trong sang có câu đấy đúng không ạ? Mà bằng các cụ hoặc là người xưa Trung Quốc có người câu Trung phải Quốc xưa cũng được, người Trung Quốc xưa hay có câu đó là gì, có thể lên núi đừng hoặc là chứ đừng xuống biển, chớ xuống biển ha. cái chỗ này có thể là thay là củ đấn bằng và củ đấn xua được phải Đó. không củ đấn xua cái câu mà có thể lên núi đừng xuống biển thì câu này nếu mà giải thích mà nhiều người cũng ít hiểu được đấy cô nó có nghĩa là gì nó có nghĩa là tại sao lại có thể là lên núi đừng xuống biển và lên núi thì núi thì còn biết đỉnh núi nó cao bao nhiêu nó còn có đỉnh của chứ xuống biển thì ngoài nguy hiểm sóng to gió lớn ra nhưng biển như nó không bờ nó cũng biết đâu là đích cả Mà đấy thế cho đấy cái câu có nghĩa rằng là có thể mà lên núi chứ có chớp xuống biển có nghĩa là khi lên núi khi nó cao nhưng còn biết nhìn thấy cái đỉnh của nó còn đôi khi nó vất vả nhưng mà còn biết cái đỉnh của nó mà neo chứ còn xuống biển thì ngoài cái sóng to gió lớn ra nhưng mà cái mất biển đến chỗ nào là bờ cả vâng, câu này thấy đấy đúng rồi. và đấy À, thầy giải thích cái cái văn ý rất nghĩa là của nó là như thế đấy. rất là hay, rất là hợp lý ạ. Vâng, đúng rồi. Chạ, nhá. Tiếp chúng ta có từ sứ khưa, thời khắc gì đó. Khưa và sứ khưa thời khắc sứ khưa Biểu thị một cái khoảnh khắc nào đấy hay là một cái khoảng thời gian nào đấy ngắn ngắn nhưng mà thì gọi là sứ khưa, thời khắc, khoảnh khắc cũng được. sứ khưa đứng sứ kẻ sư mẫu y sứ chen tiến của sứ chen toan y chú sứ khưa là danh từ biểu thị là cái thời gian là cái thời gian nào đó hoặc là cái giai đoạn nào đó hoặc có ví dụ là trai chơi hâu sứ khưa tha quây bẩn cây thi chim bẩn chính tứ bị sai tờ khoan chen y chiếu Vào cái gì đấy ạ? Trai chơi hâu sứ khưa gì? vào cái thời khắc mà cuối cùng vào cái thời khắc vào cái giây phút cuối thì anh ấy một
quan chiên y Vây chiếu. ở đây có nghĩa là cái đội này làm sao? Cái đội này thì đá vào thắng được cái cái mấu mấu chốt cái mẹ một quả à vào cái giây phút cuối thì anh ấy cùng anh ấy vốn là đây là phải là anh ấy chứ gì? Anh ấy là người mà ở trong đội phòng bố ở trong cái đội bóng đá vào một cái quả bóng quyết định cái mấu chốt cái trận đấu này. Và nói chung là cũng hiểu nghĩa rồi đấy, nhưng mà cảm giác nó chưa được xuôi lắm. Nên là vào cái thời khắc cuối cùng thì anh đã gọi là gì đấy ạ? Đá vào cái quả này gì? Bóng đá vào một cái quả bóng quyết định cái trận thi đấu cho cái đội gọi là dành cho cái đội này, đá vào cái quả gọi là quyết định trận thắng cho cái đội này đúng không? Mình dịch đơn giản được chưa? Rồi số 2 nào. Mấy họ bằng mấy họ đã sự khưa qua truy hậu sự ý cơ cơ chỉnh trang tận yêu ạ. Cái thời khắc mà tươi đẹp sau khi cái thời khắc mà tươi đẹp qua đi thì từng đêm một đêm gọi là từng đêm căng thẳng đúng không? Tức là đêm nào cũng căng đêm nào cũng căng thẳng và sự khưa dạ và sự khưa sứ khưa địa cớ ý chua phu sứ đạo sư mạch sứ mạch khưa trinh tráng tận y tận y sư và tận y sư lấn chúng tứa lấn chúng tứa của chúng tía hay chúng tía tận chúng tía quấy sứ khưa khưa đi rú sứ khưa cũng có thể làm có từ biểu thị cái thời gian mỗi là giây mỗi giờ mỗi khác khoảng vậy. Vâng. Còn được dùng thường dùng là rất là nhiều cái ý nghĩa có thể là làm trùng điệp như là xứ xứ khưa khưa và làm cái có thể là trùng đặt lại có thể làm trùng đặt là xứ xứ khưa khưa ví dụ cô dịch lại cái chỗ này cho nó quát xem. Này, chỗ đây dịch là gì ạ? Sứ khưa, cái từ thời khắc này có thể làm phó từ mang ý nghĩa là biểu thị gọi là gì ạ? Từng giờ từng khắc hoặc là mang ý nghĩa là khuyên. Cái từ trinh trắng này nhá, nó sẽ có hai biểu thị hai nghĩa. Thứ nhất là từng giờ từng khắc hay là gì ạ? Biểu thị ý nghĩa thường xuyên và nó có thể sử dụng ở dạng trùng điệp, ở dụng trùng điệp là sứ sứ khưa khưa thế thôi, được chưa ạ? Ví dụ như là gì đấy ạ? Câu số 3 nào. Cô giáo dịch cái câu văn nó sáng bừng. Của mân thầy chẳng suy gieo lý chưa ra tờ dẫn trái chữ gieo lý duyên y cung sư tờ ta mẫn sứ khưa tâu quấy tâu quấy tâu quấy tâu quấy tâu quấy lý hai trận chúng tôi vô cùng là cần bạn cần là phải cần ta vô cùng chúng ta vô cùng cần cái người nhân tài như bạn, cần một cái nhân tài như bạn, như bạn chỉ cần là bạn đồng ý thì mọi người trong công ty của chúng tôi từ giờ phút này để đổ đi đấy, tức là thích rồi, tức là thời khắc đi, tức là từng thời khắc đều là rất là chào đón bạn và mở cửa. Cái chỗ sứ khơ đây có nghĩa là lúc nào, tức là bất cứ thời khắc nào ở đây lúc nào cũng đều mở rộng cánh cửa để chào đón bạn đúng không? Nhá, định là chúng tôi đều cần những nhân tài giống như bạn ấy, thế cho nên là chỉ cần bạn đồng ý thôi thì cánh cửa của công ty sẽ luôn luôn mở cửa chào đón bạn, được chưa? Thế thôi nhá. Hay đơn giản như vậy thôi. Số 4 nào. Cung chùa chung tha sứ sứ khơ khơ thí sĩ chu chỉ sân khứa thứng khơ, được là thứng khơ tờ an chén chấn cưa tờ an chén sư chân trung giao tờ trong công việc ấy, bạn là từng thời từng khắc luôn nhắc nhở mình đấy, cái chỗ ngồi cái khách hàng đấy, cái an toàn của khách hàng là cái quan trọng nhất là cực việc anh ấy luôn luôn đi cái từ sứ sứ khưa khưa nên cái gì là luôn luôn cũng được
tức là từng khắc từng giờ đấy, từng giờ từng khắc, tức là lúc nào cũng, hoặc là lúc nào cũng cũng được. Trong công việc thì anh ấy lúc nào cũng nhắc nhở bản thân là gì ạ, an toàn của khách hàng là điều quan trọng nhất, đúng không? Đấy, nhá. Tiếp theo nào, động từ cháu của cháy ạ. Cháu của đấy, chơi chim đúng không? Chán chán pha sương cháu của đấy. Dạo gần đây hiểu sao mà cháy nhiều như thế. Hôm nay cái bà hóa bà ấy bỏ cửa nhiều nhà Việt Nam ta. Chiếu Minh Nga trong phim đấy. Chiêu Minh Nga anh em bao giờ chưa? Là gì? À, cháu bỏ là Chiêu Minh Nga. Cứu, là cái từ Chiêu Minh ở đây nghĩa là cứu mạng đấy, cứu tôi với đấy. Cháy rồi. Tôi với, cháy và cháy rồi, chúng tôi với. À đấy, xem phim Tôn Ngộ Không đến lúc thì cô mà có cái Chiêu Minh Nga. Đúng rồi đấy ạ. Chính là từ này, Chiêu Minh nhá, cứu mạng. Chiêu Minh Nga. Cha 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 c
hở hoặc là dò dỉ cái gì đấy ra nhá. Đấy. Ví dụ dò dỉ thông tin bằng cô. Lâu xeo xi cũng được, được ạ, trong trường hợp này có thể dùng như thế được. Chữ gì kia cô xem có thể viết đúng chữ cả không? Tiếp theo thầy viết là gì ạ? Giờ y hả? Dò dỉ. Không biết là đây là con check lại. Con nghĩ là con biết đúng gì à? Dò gì hay là gì này là như kiểu gì xét gì xét hay là dò gì là phải à? À dò. Ừ, Còn nước chứ cô. vâng, nên dùng từ này. Còn cái kia đó là kiểu gì xét, Và đúng rồi. Rồi. còn dò tìm thì lần này là CD thôi cô. Vâng. Đấy. Ví dụ han han gì thì là gì đi gì y. Vâng, đúng, han gì thì là cái từ gì lúc nãy con viết đấy, mà cái này là bị sai chính tả này. Dụ câu này là gì đấy ạ? Chưa có tra thấu chưa có tra thấu ở cô À, tra thấu là cái ổ cắm đấy ạ. tra thấu lâu và tra thấu lơ ten lặng tra thấu lâu ten lặng nghỉ phía phía Không. không không cô được nhắc cái câu này phân 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 là đụng chạm va vấp và chạm mặt cái phân vật thảm cô Vâng. phải tra thấu lâu ten lặng cái cụm này là dịch là gì cô Tra thấu là cái ổ cắm đấy ạ. Cái ổ cắm nó bị rò rỉ điện đấy, nó hở điện. à vâng vâng cái ổ cắm này bị hở điện vâng bị hở điện bị hở bạn đừng có đụng đến nó Nào. Hoặc là gì đấy ạ? đụng đến nó cố chữ tao nặng cố chữ tao nặng lâu sỏi lặng đi sang bản bản đâu sư sỏi không biết thì cái giò nước ở cái chỗ nào mà trên đất thì tràn đầy là nước ông ơi ông nói nhanh con đang học nhanh lên con đang học à vâng tả lấy là sấm sét
tả lấy Dạ, xem khám xét nhé. tả lấy xe thiên chán chán xe Sa Pao nhỉ? xe gì ạ cô? Tôi đọc là bao ạ, bao dủy ạ, như bao là bão đấy, nhưng kiểu sao bao dủy tức là mưa, kiểu mưa rào, mưa mưa dông đấy ạ. Đấy. Bao Ao bao hoặc là bao. ao thì ao thì là mưa rông, Nào, thế mưa còn dông đâu bạn. là mưa 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 to thì là ta thì cô nhỉ, À, sa ta dủy. thế còn mưa nhỏ cô, Xéo dủy ạ, sao xéo dủy thôi. à thế còn đâu là ta không là gió phải không cô, Vâng. thế còn đâu là bão thì là cái gì phân thì cô nhỉ, à, cái gì cấu phận, cái gì bão là gì cô, Anh nói chính là cái từ bao này đây này nhá, bao này à vâng mà sao bao hủy à ấy, hiểu như kiểu mưa, như kiểu giọng mưa bão ấy, mưa rất là to ấy. vâng vâng xe xe đen trắng trắng xe bao quỷ chỉa thái y chữ tả lấy Lấy lu sang tả lấy bằng tả lấy lu sang xính sang rộng. xỉn bằng sang xỉn chậu tinh keo xẻo xinh cái mùa hè, cái trời mùa hè ấy, thì thường là có sấm sét, thường là có mưa mưa sấm sét và thường có mưa to và sấm sét bằng cô, À. cho nên là vẫn là luôn là bà con có bà vẫn là luôn có cái sấm sét trên đường đi, trên đường đi bộ thì nhất định cần phải cẩn thận. Hè xuyên là xảy ra gọi là các mưa bão lớn, hơn nữa là còn sấm sét nữa, thế nên là chúng ta khi đi đường thì nhất định là cần phải cẩn thận, đúng không? Tiếp theo là xuấy sứ này, cái từ xuấy sứ này và chính là gần nghĩa với cái từ lúc nãy, có từ sứ khưa đấy, bất cứ lúc nào, bất cứ thời khắc nào, bất cứ thời điểm nào đấy. Xoáy sứ à, xoáy sứ chủ đeo bị lái nghỉ lái của xoáy sứ tâu hiểu sứ chen chia tay và chia tay